À, kính chào bà con. Có cây mai giáng thông Noel nha. Muốn chia sẻ lại cho bà con nè. Thì ai hợp ý thì mình sẽ chia sẻ lại cho. Nè. Cây thông Noel. Rồi, cây mai giáng thông nha. Thì chiều cao 2 mét. Tán ngang này qua đây là chỗ này là khoảng mét 7 bước mét 6 nha, mét 7 đến mét 6 cây thông tàn nhánh nó cũng muốn gần đầy đủ rồi nha. Từ trên đỉnh xuống chạm mặt gốc thì là 2 mét rồi nha. Nụ à, Tết này là chơi nụ như là nhiều đó nha. Ở ba tại chỗ gì thì bỏ trĩ nó quá trời nhưng mình nó lên nụ rồi ha. Có nụ à. Ừ. Coi nhánh đều nhánh hết nha. Đưa sát vô có thấy nhánh được đứng ngoài này khó lắm à. Bông á thì 5 cánh đến 9 cánh nha, chứ không có phải là mười mấy cánh. Bông giảo thường thôi. 5 đến 19 cánh. Nhánh thì ra đặt nhánh luôn, đều nhánh hết. Về chỉ cần nuôi lại thôi, không có cần chỉnh sửa nhiều. Đều nha. Bên nào cũng tàn nhánh là đều hết rồi. Quay cái hướng bên đây nữa nha. Đế rồi nha. Xây lên nhánh này, coi nhánh là thăng ha. Từ dưới lên đó. Đều thăng nhánh hết nha. Bên này cái đế này nó có cái thẹo xíu này ha, muốn liền khô rồi không sao. Mà đế của nó đây. Đó. Bên này có rễ phụ ra nữa, không có sợ thiếu. Không có sợ lép. Còn bên đây nhìn từ dưới lên nha. Thấy không? Đủ nhánh chi tàn hết nha. Rồi. Cây này tàn nhánh đủ luôn á, nuôi hết, đủ hết rồi. Giờ mình sẽ đo cái vòng mà của thân cho bà con xem nha. Đây. Mình đây cái bộ chỗ đây mình không có đo. Mình sẽ đo khúc này nha. Khúc này đây. Nè. 30 nha. Ừ. Đó. Nếu mình kéo hết cỡ thì cho nó 29.5 đi nha. Rồi, nè. Xuống 30 nè. 29.5 nha. Chỗ này. Đó.
29.5. Để nhìn thấy đã thôi. Heo ông bên. Thấy không? Xây cái nhánh cái rễ bên kia luôn, xây qua bên kia luôn này, không? Đó. Còn thân một thân một cốt tàn thông. Thì bà con mình cứ ai thích cây này thì liên hệ mình nha. Số điện thoại là 0365 16 1518. Cây này mình sẽ giao lưu với bà con là 9 triệu nha. Cây này 9 triệu. Bông này nó đặt bông luôn á, Tết thì bông đặt luôn. Bông mây thường của mình thôi. Rồi, một lần nữa tạm biệt bà con. Ai thích thì liên hệ mình. Với phong cách chơi của mình thì vậy nha. Ai mà kêu mình chỉnh sửa thì tương lai nó cũng sẽ hình thành vậy thôi. Tàn thông thôi ha. Tàn thông một cốc đi lên. Đây là đa số là một cốc. Chiều cao 2m. Tán rộng, chỗ rộng thì 1m7, chỗ thì 1m6. Rồi, tạm biệt bà con.